Để cô coi chồng cô có ghen không hả? Cô rảnh quá vậy? Cô kêu tôi làm ba cái trò này hả? Ủa? Tôi trả hợp đồng cho cô đó. Ủa? Cô... Ê! Cô ơi! Cô làm sao vậy? Cô... Là con gái hả? Thì đó. Vậy là sao? Là vậy đó anh. Quá đánh! Cô... tôi xin lỗi cô nghe. Tính vợ tôi còn trẻ con lắm, cô bỏ qua cho nha. Thôi vậy, tôi đi công tác mới về, có mua hai món quà để phòng hờ, không ngờ có lúc đem ra xài. Cô nhận để cô tha lỗi cho tôi nha. Ồ, nè anh, tự nhiên tặng quà cho người ta trong khi đó không tặng cho em. Đâu có, quà của em nè. Thôi, đi làm về rồi cũng mệt đúng không? Vô nhà nghỉ nha, đi. Chờ chút. Cô à, ổng ấy cô vô dùng cơm với vợ chồng tôi nha. Trời nè, anh nói cái gì kỳ vậy? Cái gì mà dùng cơm với vợ chồng tôi? Dùng cơm này chỉ có em với anh thôi, em không có muốn người thứ ba nào ngồi ở đây hết trơn á. Với lại cái người này là em mướn về em có trả tiền mà. Anh đánh cũng không cần phải xin lỗi đâu, chứ lại không có mắc gì phải tặng quà cho nó hết á. Thôi mà kệ đi, đi vô ăn cơm nha. Em à, em. Điện thoại kìa. Dạ, công ty Oxin Quốc Dân xin nghe ạ. Em, chị muốn kiếm Oxin để chăm cho con bé nhà chị. Chị ơi, con bé là con gì chị? Con bé là con heo đó em. Trời ơi, chị nuôi nó mà không biết nó đi chơi ở đâu á. Bây giờ nó mang bầu, nó đẻ ra một ề luôn, chị chăm không có nổi. Khoan chị, em nói cho chị biết, công ty của tụi em là công ty Oxin Quốc Dân, chuyên phục vụ cho con người, chứ em không biết con pet là con gì hết nha chị nha. Chừng nào mà thuê người á thì hãy gọi nha chị. Một ngày mà 100 cuộc điện thoại như cái bà này á, chắc nghỉ làm luôn quá. Bà này bữa nay sao rồi ta? Chắc mình nên gắn bó với gia đình này lâu hơn một chút cũng được. Con chủ thì hơi khó ưa, nhưng mà anh áo tím coi bộ ngon à. Em ơi, em, tôi không làm nữa. Cô quá đáng vừa thôi. Đúng rồi, chị cũng định cho em không làm nữa. Tại vì chồng chị về sớm rồi, cho nên là chị muốn cắt hợp đồng sớm hơn. Xin lỗi nha. Ê, trời ơi, ơi, cái gì? Bà đang có vấn đề gì đúng không? Tiếc quá, chỉ được cái bóp hiệu với cọng dây chuyền mà bị mất cái hợp đồng. Ê, túng tinh luôn á. Ít nhất á, người ta cũng đã đền tiền vì kết thúc hợp đồng sớm. Bà còn muốn cái gì nữa?
Nhưng mà cái chị chủ hứa tặng cho tôi nhiều đồ hiệu lắm. Còn cái ông chủ, trời ơi. Thôi, ủa rồi sao? Trời ơi, cái đám đồ hiệu đó sống hả hay sao? Rảnh quá ngồi cứ tơ tưởng đồ hiệu hoài. Thôi nha, bà đây, nghe điện thoại nha. Tôi có việc tôi phải đi rồi. Tập trung nghe điện thoại. Biết rồi. Chứ đừng có tơ tưởng cái này. Alo, công ty Oxin Quốc Dân hôm nay xin ốp một ngày nha. Dạ, xin vui lòng gọi lại sau giùm em ạ. À, ông chủ Quân hả? Chào cô. Chẳng hay cô kiếm. Ủa? Chào anh. Hình như cô em nè. Anh gọi em tới làm mà anh nhận không ra hả? Cô Yến. Xin lỗi nha, bữa nay cô ăn mặc lạ quá, tôi nhìn không ra. Dạ. Cô mới đi tiệc về hả? Dạ không, em đi làm đó. Cô đi làm? Dạ. Dạo này cô làm gì? Em làm ô xin ở nhà anh nè. Ô xin nhà tôi? Dạ. Bữa nay cô lên đồ dữ vậy, tôi nhận không ra. Dạ, hôm nay rằm mà. Hôm nay thật ra là em mới thay đổi chút xíu thôi đó. Em mà thay đổi đậm đậm là anh chết luôn á. Cô vô tính quá. Thôi, dạ. Vô. Cô ơi, ra taxi. Quên. Trời, quên khôn quá. Tôi quên chứ tôi đâu có giật đâu. Làm gì dữ vậy? Nhiêu? 37 ngàn. 37 ngàn là cái ghê. Nè. Trời, người đẹp gì xài tiền lẻ không vậy? Người đẹp không được xài tiền lẻ hả? Ê, về sửa cái máy lạnh lại đi nha. Nóng gần chết hả? Biết rồi. Taxi mất dịch. Xin lỗi cô nghe. Dạ. Nhà cửa bừa bộn quá. Vợ tôi đi chơi với mấy người bạn chưa có về, cho nên là chưa kịp dọn. Tôi thì không thích dọn dẹp nhà, cho nên là có gì cô coi chỗ nào bừa bộn gì đó, cô dọn dẹp lại giùm tôi nha. Dạ, anh yên tâm. Cô à, cô coi có cần thay đồ để làm việc cho tiện không? À, dạ không cần đâu anh. Tiện nhất là em hốt được anh đó. Cô nói cái gì? À, dạ. Hốt hả? À, ý cô là hốt đống rác ngoài sân đúng không? Ở ngoài đó đống rác để rồi muỗi mòng tùm lum hết. Dạ. Cô dọn giùm tôi luôn nha. Dạ. Cho khoáng ha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Có đẹp hơn mình bao nhiêu đâu, mà cũng không có trẻ bằng mình nữa. Phải tranh thủ thời cơ này, hốt lão già mới mong đổi đời được. Cô ơi, cô có sao không? Cô không khỏe hả? Nếu cô thấy không khỏe trong người thì có thể hôm nay nghỉ cũng được nữa. Để hôm khác tới làm. Không, em phải làm chứ. Em chỉ có một ngày hôm nay để làm thôi à. Cô nói gì tôi không hiểu. Tại vì em thấy nhà mình bừa bộn quá. Em sợ mình không có kịp thời gian làm. Chắc em phải làm tới khuya luôn á. Không sao đâu. Cô cứ thoải mái. Có gì tôi bồi dưỡng thêm cho cô nha. Không sao hết. Sao vậy cô?
Em xúc động, cảm ơn anh. Thôi được rồi, tôi lên phòng đọc sách nha. Tôi giao hết nhà này cô. Có gì cô cứ việc thoải mái dọn dẹp nha. Dạ. Tôi đi ạ. Dạ. Mở treo miệng mèo mà còn bày đặt chê nữa. Đúng là ông già cổ lỗ sĩ. Trời ơi. Ồ, dạ. Ủa, cô Yến hả? Dạ em nè, anh nhìn em không rõ hả? Trời, cô xịt cái gì vậy? Dạ, có cái kiến phải không? Đâu có kiến nào đâu. Ủa, không có kiến nào. Cho em vô nha. Mà cô biến quá khôn lượng quá vậy. Hồi sáng cô mặc đồ dạ hội, bây giờ thì... Dạ, tại vì anh nói là thay đồ ra làm cho nó tiện á, nên là em thay đổi trang phục xíu. Phải đó. Làm việc tận tâm vậy tôi thích á. Dạ. Dạ anh ơi. Hả? Nhà của anh là em dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, chỉ có cái phòng này là em chưa dọn thôi. Ủa vậy hả? Dạ. Cô ơi. Bây giờ cũng khuya rồi. Dạ. Không mấy cô về nhà nghỉ đi. Dạ. Mai cô trở lại làm cũng được mà. Dạ thôi, lỡ rồi cho em làm cho nó trót đi anh. Còn cái phòng này thôi à, lẹ mà. À vậy dạ. Hả? Vậy tôi lên phòng tôi nghỉ ha. Tôi dạ. Giao phòng này lại cho cô dọn dẹp. À. Không ấy, tối nay cô ngủ lại đây nha.